Bây giờ chúng ta sẽ sửa cái bài tập phần phân phối của các tham số mẫu. Lâu nay các bạn học online, không biết các bạn có ghi chép không nữa? Các bạn có mang vở theo không? Chúng ta nhớ lấy vở ra chép bài ha. Nếu mà các bạn chỉ xem mà không ghi chép thì các bạn sẽ không có nhớ được đâu, bởi vì cô không biết là đến bao giờ chúng ta mới đến cái lúc thời gian thi, có một buổi cuối cùng để các bạn ôn tập và làm bài kiểm tra, nhưng mà cô sợ lúc đó không biết buổi đó có diễn ra được không, nên chúng ta sẽ phải làm hai bài kiểm tra ha. Chúng ta sẽ làm hai bài kiểm tra để lấy điểm. Các bạn sẽ làm hai bài kiểm tra để lấy điểm, tổng cộng 10 điểm thành phần. Hôm nay sẽ là một bài 5 điểm. Hôm sau sẽ là một bài nữa, 5 điểm ha. Nên các bạn lưu ý khi học bài, dù học bài online thì các bạn cũng phải ghi chép. Nếu các bạn không không ghi chép thì sau này đến lúc mà thi các bạn không nhớ gì nữa đâu. Ha. Và các bạn nên đánh dấu những cái chỗ không hiểu để mà hỏi các thầy cô. Các bạn có thể hỏi cô, lát nữa giơ tay xin xin phát biểu hoặc là chat hỏi cô ha. Chứ nếu mà các bạn không hỏi thì các bạn sẽ cứ cứ im lặng như vậy, rồi các bạn sẽ không không thể biết mình không hiểu chỗ nào. Có trường hợp lại là các bạn bị mất mạng á, đến lúc các bạn không làm bài được mà các bạn cũng không liên hệ với các thầy cô mà các bạn lại đi nói với những người khác. Như vậy thì các bạn bị mất điểm thôi, đúng không? Đó. Và các bạn lưu ý trong các cái slide của cô lúc nào cũng có các ví dụ, các bạn nhớ tự mình làm. Chứ các bạn chỉ xem không á, xem không mà không tự mình làm thì các bạn sẽ không biết làm đâu, đúng không? Và làm các cái bài tập về nhà nữa. Do đó khi làm học học online các bạn phải có cái kỷ luật của bản thân. Nếu các bạn không có kỷ luật, ngày nào cũng ngồi chơi rồi lên xem xong rồi lại ngồi chơi, là đến lúc làm bài thi các bạn không làm bài được đâu ha. Nên hôm nay cô mới phải gặp mặt các bạn là để cho các bạn làm bài kiểm tra ha. Lưu ý khi các bạn làm một cái bài thống kê thì trước tiên các bạn phải luôn luôn phân tích kỹ đề, xem đó là người ta cho là chỉ số của mẫu hay là của tổng thể đó. Là của mẫu hay là của tổng thể để các bạn ghi đúng ký hiệu. Chứ các bạn làm mà chỉ cần các bạn sai ký hiệu của tổng thể hay mẫu thôi là các bạn sẽ sai một ly đi một dặm là sai hết ha. Cô sẽ sửa cái bài mà hôm trước các bạn làm ở trên lớp á, của nhóm 4 làm ở trên lớp. Bài kiểm tra các bài đó cô không tính điểm ha. Bài ở trên lớp, bài về xác suất của cuộc điện thoại đường dài đó. Cái câu A này nè, câu A này thì hầu hết các bạn đều làm đúng. Dài hơn 5 phút các bạn đều làm, lớn hơn 5 là đều làm đúng. Nhưng câu B, ở câu B rất nhiều bạn làm sai ha, rất nhiều bạn làm sai. Các bạn cứ ghi đại x z lung tung cả ha. Một nửa số thì các bạn làm đúng, còn nửa số còn lại các bạn làm sai này. Bạn nào tắt mic đi bạn. Ở đây nhiều bạn làm mà chỗ này các bạn không có ghi dấu bằng gì hết. Từ 3 đến 6 phút có nghĩa là phải có dấu bằng, tức là có số 3 ở đây đúng không? Từ 3 đến 6 phút. Và nhiều bạn, bạn Phúc hôm nay có học không biết? Bạn Phúc có hôm nay có tham gia lớp học không? Bạn Phúc còn tra bảng bị sai nè. Nhiều bạn tra bảng trong cái bảng Z mà các bạn tra bị sai, đúng không? Các bạn phải tự làm bài tập thì mới tra bảng không bị sai được. Và hầu hết 90% cả lớp các bạn đều ghi rằng là 0,6568 là bằng 65,68%. Như vậy là sai rồi, các bạn không có ghi dấu phẩy mà thành phần trăm như vậy được, hả?
người ta có quy định không ghi được vậy, bởi vì phần trăm giống như một dạng đơn vị á các bạn, không có ghi như vậy được. Chỉ khi nào các bạn kết luận như vậy, xác suất của cuộc điện thoại dài từ 3 đến 6 phút là 65,68% thì chúng ta mới ghi như vậy ha, ghi như vậy. Chứ chúng ta không ghi dấu bằng ở đây là bằng 65,68% ngay đây nhá. Câu C. Câu C với N bằng 4 cuộc điện thoại thì tính xác suất từ xác suất cho trung bình của 4 cuộc điện thoại nè các bạn. Khi người ta nói xác suất cho trung bình mẫu có nghĩa là ở đây nè, đây là phải x ngang trung bình á. Sao nhiều bạn lại ghi x ở đây? Các bạn lại còn ghi z nữa. Khi người ta nói xác suất của trung bình nghĩa là xác suất ở đây. Còn đây câu A là xác suất của một cuộc điện thoại, nghĩa là x thôi nè. Gọi x là một cuộc điện thoại đường dài mà. Xác suất của trung bình 4 cuộc ha, thì là phải ở đây là phải là x ngang chứ đúng không? Đó. Do đó chúng ta phải, lúc này chúng ta muốn tính cái xác suất của x ngang thì chúng ta phải chuyển qua biến gì? Biến z mới tính được ha. Chuyển qua biến z mới tính được. Như vậy chúng ta phải chứng minh đó là một phân phối bình thường thì mới chuyển đổi qua biến z được ha. Đúng không? Còn nếu chúng ta không chứng minh bình thường, có bạn lại không chứng minh bình thường gì cả, chúng ta phải chứng minh bình thường bằng cách nào? Các bạn xem lại định lý giới hạn trung tâm. Vì x là một phân phối bình thường, do đó trung bình mẫu lúc là x ngang cũng là một phân phối bình thường. Cái này là theo định lý giới hạn trung tâm, đúng không? Và lúc này mu của x ngang sẽ bằng mu bằng 5. Ha? Sigma x ngang bằng sigma chia căn n bằng 1,5 chia căn 4 bằng 0,75, được chưa? Đó, sau đó các bạn tiến hành chuyển hóa biến x ngang thôi, chuyển hóa biến x ngang tới đây này. Có bạn ghi tới đây p xác suất của 3 nhỏ hơn bằng x ngang nhỏ hơn bằng 6. Rồi các bạn không tính trên này mà các bạn điền đại ở phía trên này đây. Các bạn điền đại làm sao mà đúng được ha? Các bạn điền đại không thể đúng được. Lúc đó các bạn điền cái sigma 1,5 này vô đây là sai phép, đúng không? Bởi vì đây là x ngang nên x trừ mu chia cho sigma, ở đây chúng ta phải áp dụng cho x ngang, tức là x trừ mu x ngang chia cho sigma x ngang ha. Rồi x trừ mu x ngang chia sigma x ngang ha. Đó, chỗ nào có x ngang chúng ta phải dùng những thứ thuộc về x ngang, còn chỗ nào có x thì chúng ta dùng những thứ thuộc về x ha. Rồi chúng ta đổi qua biến z. Rồi các bạn làm bình thường thôi, là có hai phần bên này. Cô chỉ sửa nhanh cái bài này thôi, bởi vì các bạn đều làm hết rồi. Như các bạn, bạn nào làm sai thì tự làm lại đi ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài khác. Các bạn ghi cái bài này chúng ta làm nè. Các bạn ghi cái bài này chúng ta làm. Bạn nào đang bật mic chúng ta tắt đi bạn. Bạn nào bật mic chúng ta tắt đi ha. Các bạn làm bài này đi ha. Thank you.
Các bạn làm bài tập này đi nhé. Bài tập 1, doanh số bán trung bình của mỗi cửa hàng của một công ty bán lẻ trong năm 20XX là 3.400 triệu đồng với độ lệch chuẩn bằng 250 triệu đồng. Chọn ngẫu nhiên 36 cửa hàng để khảo sát. Hãy xác định sai số của trung bình mẫu. B. Hãy giả sử công ty có mạng lưới bán lẻ của 100 cửa hàng. Hãy xác định sai số của trung bình mẫu. Các bạn ghi đề xong chưa? Các bạn lật vở ra xem thử sai số của trung bình mẫu là cái gì các bạn? Sai số của trung bình mẫu là cái gì? Hả? Ở đây người ta cho đây. Sai số, tìm sai số của trung bình mẫu tức là tìm cái gì các bạn? Tìm sai số là tìm gì? Chúng ta đã học chưa? Các bạn nào biết sai số của trung bình mẫu chính là cái gì không? Chính là độ lệch chuẩn của trung bình mẫu đó. Chúng ta tìm cái gì? Sigma x ngang thôi. Hả? Chúng ta tìm sigma x ngang thôi. Đúng không? Sai số của trung bình mẫu chính là cái sigma x ngang á. Ha. Chính là cái sigma x ngang. Ở đây người ta cho 250 triệu đồng là cái gì các bạn? 250 triệu đồng. 250 triệu đồng là cái gì đây? Doanh số bán trung bình mỗi cửa hàng của một công ty bán lẻ trong năm 20XX là 3.400. 3.400 này là gì các bạn? X ngang hay mui? X ngang hay là mui? Mui. À mui đúng không? Ừ, đúng rồi. Độ lệch chuẩn bằng 250 triệu đồng. 250 này là sigma hay S? Sigma hay S các bạn?
nghĩa xuất ma. Xuất ma đúng rồi. Xuất ma ha, tại người ta đâu có nói mẫu bao nhiêu ở đây đâu, nên là đây xuất ma đúng không? Chọn ngẫu nhiên 36 cửa hàng, vậy đây là n nhỏ hay n lớn? N nhỏ hay n gì đấy? N nhỏ đúng không? Ừ. Các bạn nào vừa nói mà cô không nghe được á. Là n nhỏ ha, n nhỏ. Vậy bây giờ chúng ta xác định sai số của trung bình mẫu, tức là chúng ta tìm cái sigma x ngang á. Độ lệch chuẩn của trung bình mẫu người ta còn gọi một tên khác, đó là sai số của trung bình mẫu ha. Sigma x ngang còn gọi là sai số của trung bình mẫu. Bây giờ chúng ta tìm sigma x ngang thôi. Các bạn tìm xem ra bao nhiêu. Bạn nào ra kết quả đánh gõ vào cô xem. Các bạn làm xem kết quả ra bao nhiêu. Sai số của trung bình mẫu, tức là độ lệch chuẩn của trung bình mẫu ha. Độ lệch chuẩn của trung bình mẫu, công thức là gì? Các bạn mở vở xem lại ha. Trong trường hợp tổng thể vô hạn hay hữu hạn. Ở câu A này, trường hợp này tổng thể vô hạn hay hữu hạn các bạn? Có bạn ra 41,67 đúng rồi kìa. 41,67 hả? Đúng không? Sigma x ngang là bằng cái gì các bạn? Công thức của sigma x ngang là bằng sigma chia căn n ha. Sigma ở đây bằng bao nhiêu? Sigma của chúng ta bằng 250. Căn n là căn bao nhiêu? Căn 36. 250 chia căn 36 là bằng 41,67 thôi. Vậy các bạn làm câu B thử xem. Câu B. Giả sử công ty có mạng lưới bán lẻ gồm 100 cửa hàng. Hãy xác định sai số của trung bình mẫu. Câu B, 100 cửa hàng này là n nhỏ hay n lớn đây? 100 cửa hàng này là n nhỏ hay n lớn các bạn? Các bạn gõ vào xem. N lớn. Đúng rồi, n lớn. N lớn ha. Không vô. Bạn Tiến, hai bạn cùng nói một lúc thì sẽ một bạn nói vang lên thôi, nên các bạn gõ lên trên cửa sổ chat á ha. Chúng ta hai bạn cùng nói là nó vang. Có một đòi phát biểu nữa mà. Cái chỗ raise your hand rồi. Rồi các bạn, lúc này ở trường hợp này là tổng thể hữu hạn đúng không? N lớn là tổng thể hữu hạn. Nhiều bạn vẫn cứ nhầm lẫn giữa n nhỏ hay n lớn. Tại cái này là mạng lưới bán lẻ mà. Mạng lưới bán lẻ gồm tất cả ha. Mạng lưới bán lẻ gồm rất nhiều cửa hàng. Các cửa hàng là n nhỏ, còn mạng lưới này là 100 cửa hàng chính là n lớn. Bây giờ trong trường hợp tổng thể hữu hạn thì chúng ta phải kiểm tra cái điều gì các bạn? Cần phải kiểm tra điều gì mới thỏa mãn tổng thể hữu hạn? Cần phải kiểm tra điều gì các bạn? Kiểm tra. Có nhiều bạn không mang sách mang vở gì rồi làm sao mà học? Ngồi nhìn cô cả buổi vậy hả? Bạn Tùng có mang vở à? Cô tưởng không mang gì. À,
N nhỏ chia N lớn bằng bao nhiêu các bạn? N nhỏ chia N lớn bằng bao nhiêu? Các bạn tính ra N nhỏ chia N lớn bằng bao nhiêu? N nhỏ chia N lớn các bạn được 0,36 đúng không? 0,36. 0,36 tức là lớn hơn 0,05. Như vậy tổng thể là gì? Hữu hạn. Tổng thể là hữu hạn. Thì chúng ta sẽ áp dụng công thức này ha. Sigma x ngang bằng sigma chia căn N nhân với một số gọi là cái gì? Số phía sau gọi là gì các bạn? Bạn nào còn nhớ cái khúc phía sau này gọi là cái gì? N lớn trừ N nhỏ chia N lớn trừ 1 nè. Gọi là hệ số điều chỉnh tổng thể hữu hạn đúng không? Đó. Nhân với căn cái này. Có bạn nào ra 33,5 giống cô không? Đúng chưa? Ở đây chúng ta ôn lại một chút thôi. Tức là về cái sai số của trung bình mẫu. Tức là độ lệch chuẩn của trung bình mẫu ha. Sai số của trung bình mẫu chính là độ lệch chuẩn của trung bình mẫu. Đây. Là bằng 41,67. Và ở đây sai số của trung bình mẫu khi mà tổng thể hữu hạn sẽ nhân thêm một cái hệ số điều chỉnh tổng thể hữu hạn là N lớn trừ N nhỏ chia cho N lớn trừ 1 ha. Là ra kết quả 33,5. Nhiều lúc cô nói với cái màn hình này cô cảm thấy tự kỷ ghê các bạn. Giống như đang nói với cái màn hình đó. Rồi các bạn ghi xong chưa? Các bạn ghi xong hết chưa? Giống cô đang nói chuyện một mình nữa thật. Không gian im lặng. À, xong mấy cô bảo là có những tiếng hú 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 xung quanh giống như là nói chuyện với ma. Cái mic của các bạn nó cứ hú hú hú. Nói chuyện một mình trong không gian yên tĩnh. 0,05 ở đâu vậy cô á? Các bạn xem lại lý thuyết. Khi mà N nhỏ chia N lớn lớn hơn 0,05 thì tổng thể đó gọi là tổng thể hữu hạn. Tức là N nhỏ, kích thước của mẫu chiếm ít nhất 5%, 0,05 tức là 5% của kích thước của tổng thể. Mẫu phải chiếm ít nhất 5% tổng thể thì mới gọi là tổng thể hữu hạn. Chúng ta xem trong lý thuyết, nếu N nhỏ chia N lớn lớn hơn 0,05 thì gọi là tổng thể hữu hạn. Các bạn hiểu chưa? Ha? Bây giờ chúng ta qua bài tiếp theo. Bài tiếp theo. Đây. Bài tiếp theo. Bài tập số 2. Được biết tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của một nhà máy là 0,95. Chọn ngẫu nhiên 120 sản phẩm. Tính sai số chuẩn của tỷ lệ mẫu. Bạn hãy tính sai số chuẩn của tỷ lệ mẫu. Các bạn làm đi ha.
Tính sai số chuẩn của tính mẫu là tính cái gì các bạn? Và chúng ta tính cái gì? Chúng ta tính cái độ lệch chuẩn của tỷ lệ mẫu đúng không? Độ lệch chuẩn của tỷ lệ mẫu. Chúng ta mở cái ví dụ ở bài đó, chương đó xem như thế nào. Có bạn nào ra kết quả chưa? Ta sigma PS bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 0.0199 tức là 0.02 ha. Nhưng mà các bạn phải làm theo các bước. Đầu tiên gọi P là tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng của nhà máy. Đó. Lúc đó P sẽ bằng 0.95. Rồi, các bạn tính N nhân P là bằng bao nhiêu? Tính ra N nhân P bằng bao nhiêu, sau đó N nhân 1 trừ P là bằng bao nhiêu. Sau đó chúng ta mới chứng minh được là PS là một phân phối bình thường. Các bạn cứ dở vở ra đi, có bài mẫu lần trước cô làm nữa đúng không? Sau đó các bạn tính sigma PS bằng căn của P nhân 1 trừ P chia N là bằng 0.02. Được chưa? Có bạn nào không tính được không? Các bạn dỡ vở lần trước ra chúng ta học rồi đó. Bài này là cái bài làm luyện tập của cái chương trước thôi, chứ không phải là trong chương ước lượng đâu. Nên bài này cô không làm lại nữa ha. Các bạn xem trong ví dụ hôm trước chúng ta làm là chúng ta có đáp số rồi đó. Đây, đáp án của cô là sigma PS bằng 0.02. Sigma PS bằng 0.02 ha. Các bạn có thích học online này không hay là các bạn thích học ngồi trên lớp? Đừng có mở mic nha, nó lú chứ cô có nghe gì được đâu. Các bạn để chat với cô chứ mở mic cô có nghe được. À, các bạn thích học video làm sẵn hả? Cô thử một bữa dạy cho các bạn bằng cái cách này mà cô thấy ngồi cũng tự kỷ quá. Thu video cũng giống như tự kỷ á. Các bạn biết cô thu video vào lúc đêm khuya xong rồi đến 11 giờ xong rồi cô xuất file ra hết một tiếng đồng hồ. Đến 12 giờ không biết xong. Trời ơi, xong up YouTube không được luôn. Lên đến Moodle không được. Cô cũng muốn học trên lớp thôi. Nhưng mà không biết bao giờ mới được học trên lớp luôn cô, nên cô để lại một buổi để học trên lớp á. Hả? Ngồi lớp đỡ nhớ các bạn. À, ngắn hay không phải ngắn hay dài, video của cô ngắn mà. Không phải ngắn hay dài, mỗi lần xuất file nó phải một tiếng đồng hồ. À, những cái người, các bạn đã bao giờ nghe những người làm video chưa? Cả cuộc đời họ chỉ có ngồi xuất file thôi không? Xuất file một đêm nó mới chạy ra xong cái video, trong khi của cô có tí xíu mà nó cả một tiếng đồng hồ ha. Ngồi chờ. Em nhớ cô quá. Chắc hôm sau cô phải cho các bạn học gửi video cho các bạn.
chứ học vậy cô cũng giống như thấy cô nói chuyện một mình. Rồi chúng ta qua bài tập tiếp theo là phần bài tập về ước lượng các tham số của tổng thể. Ở trong này có bạn nào đã làm bài tập chưa? Có những bạn nào đã làm bài tập rồi? Bạn nào làm rồi thì ghi vào làm rồi giúp cô đi. Em làm rồi à? Có một bạn làm rồi nè. Em làm rồi, hai bạn. Hai bạn học sinh chăm chỉ à? Ba bạn là chỗ bạn Nguyễn Quang Hôn Huy ngồi với nhau, ba bạn đó làm chưa? Hay là một bạn làm, hai bạn chép? Em chưa làm. Em nhớ cô quá, em chưa làm. À, bạn nào làm rồi thì bây giờ chúng ta xem các bạn giải có, xem cô giải có đúng không ha. Bây giờ chúng ta xem cái bài tập 1 trang 29 trong sách bài tập của thầy Hoàng Trọng á. Bạn nào mà không có sách thì cô cũng chịu thôi. Bạn nào không có sách ở đây thì các bạn nói các bạn khác chụp ảnh cái bài đó gửi qua cho mà làm ha. Chứ cô chưa có gõ cái vào trong slide này nữa. Thì các bạn đều có sách hết mà. Bạn Quang chơi Liên Quân à? Vậy bạn nào chưa làm á thì giờ các bạn làm đi. Bài 1. Một máy đóng nước tự động vào chai được điều chỉnh để lượng nước đóng có phân phối bình thường với độ lệch chuẩn bằng 0,06 lít. 0, vậy 0,06 này là gì các bạn? 0,06 này là độ lệch chuẩn của tổng thể hay là của mẫu? Các bạn đều có sách hết phải không? Có bạn nào không có sách không? Các bạn nào không có sách bài tập không các bạn? Bạn nào không có sách bài tập không? Thì cô đã tóm tắt sẵn đề đây. Bạn nào không có sách bài tập thì các bạn ghi vào làm ha. Với độ tin cậy 95% thì tìm khoảng ước lượng của trung bình tổng thể. Ở đây người ta cho N là bằng 36 chai. Trọng lượng trung bình là 0,75 lít. Khi lấy 36 chai thì được trọng lượng trung bình là 0,75 lít. Như vậy 0,75 này là ít ngang chứ không phải mi đâu các bạn. Đúng không? Tìm khoảng ước lượng của trung bình tổng thể. Như cô đã giảng trong... Dạ em để quên ở Đà Lạt rồi cô. Trời ơi. Vậy các bạn làm đề đây nè, các bạn làm đi. Để quên ở Đà Lạt thì nói bạn khắc phục cho. Tìm khoảng ước lượng của trung bình tổng thể. Những bạn chưa làm bài tập chắc cũng chưa coi video của cô để mà làm bài đâu. Đúng không? Đầu tiên chúng ta làm cái gì các bạn? Đầu tiên các bạn phải xác định xem là biết sigma hay chưa biết sigma. Bài này có biết sigma không các bạn? Biết, đúng không? Đó, người ta cho sigma bằng 0,06. Nếu biết sigma thì các bạn làm gì? Biết sigma thì các bạn chỉ cần tính z alpha trên 2 thôi, đúng không?
Sigma thì lúc này chúng ta có đề bài cho là độ tin cậy 95%, có nghĩa là gì? Độ tin cậy 95% có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là 1 trừ alpha bằng 0,95. Nên các bạn phải lưu ý, chúng ta không có ghi phần trăm ở đây. Nếu các bạn ghi phần trăm, các bạn phải ghi bên này là 100 nhân 1 trừ alpha phần trăm bằng 95%. Còn khi 1 trừ alpha là xác suất á, là bằng 0,95 thôi. Bằng 0,95. Thì ra alpha bằng 0,05. Thì ra alpha trên 2 bằng 0,025. Z alpha trên 2 bằng Z của 0,025. Các bạn tra trong cái bảng hôm trước cô cho đó, các bạn cái bảng giá trị tới hạn, các bạn tra của Z 0,025 thì các bạn sẽ được là 1,96. Các bạn nên nhớ một cái số, các cái số mà phổ biến khi độ tin cậy 95% thì Z alpha trên 2 bằng 1,96, đúng không? Còn 1,96. Sau khi tìm Z alpha trên 2 thì chúng ta làm gì? Chúng ta tìm ra khoảng ước lượng được thôi. Đây, trong trường hợp biết sigma thì chúng ta sẽ có mu thuộc khoảng này thôi. Thuộc khoảng Z alpha trên 2 nhân sigma chia căn N. Nhân sigma chia căn N. Cô đảm bảo nhiều bạn chưa xem slide của cô hay là không có xem video á, các bạn chẳng hiểu mấy cái này nghĩa là gì luôn á, đúng không? Tại sao lại có Z alpha trên 2 ở đây? Tức là khi đó chúng ta tìm cái trung bình của tổng thể nó thuộc một cái khoảng nào đó, thuộc cái trung bình mẫu cộng trừ bao nhiêu á, giống như các cái hộp sữa nó có 500 gram là 500 gram cộng trừ 2 gram, các bạn thấy không, nó xây dựng trong khoảng bao nhiêu đó. Số 500 gram đó người ta lấy tổng, lấy trung bình của 100 hộp sữa người ta cân lên chẳng hạn, và cộng trừ bao nhiêu là cái số này nè, là chênh lệch đó. Z alpha trên 2 chỗ này người ta gọi là giá trị tới hạn các bạn, giá trị tới hạn. Còn sigma chia căn N, lúc nãy chúng ta đã làm cái bài tập ở sigma trên căn N gọi là gì các bạn? Sigma x ngang á, gọi là sai số chuẩn của trung bình mẫu, đúng không? Sai số chuẩn của trung bình mẫu hay là độ lệch chuẩn của trung bình mẫu. Đây, sigma chia căn N. Bây giờ các bạn thay số vào thôi. Thay số vào chúng ta được là cái gì? X ngang của chúng ta là 0,75. Bây giờ cô ghi sai các bạn ạ. Chỗ này 0,75 nè. Cô copy mà copy bị sai đó các bạn. Chỗ này là 0,75 nha. Chỗ này là 0,75. 0,75 cộng trừ 1,96 nhân 0,06 chia cho căn N là 36 ha. 0,75. Các bạn thay số vào chúng ta được mu thuộc khoảng 0,7304 cho đến 0,7696. Các bạn có ra đáp số giống như vậy không? Giống đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sửa cái bài tiếp theo. Sở dĩ cô sửa nhiều cái bài tập này là bởi vì đây là những cái bài tập quan trọng mà được nhiều điểm trong bài thi của các bạn đó. Hai cái chương này là chương ước lượng và chương chuẩn định là hai cái chương quan trọng ha. Ta qua bài tập tiếp theo. Lại bài tập 2 trang 29.
Bài tập 2 trang 29, bài tập 2 nói cái gì? Một mẫu ngẫu nhiên chiếm 9 hộp kem được xác định là có khối lượng trung bình là 30,8 gram trên một hộp và độ lệch chuẩn là 0,63 gram. Như vậy, 0,63 này là của độ lệch chuẩn của mẫu hay tổng thể? Các bạn trả lời cô trên chat đi. 0,63 này là độ lệch chuẩn của mẫu hay tổng thể? Khi cô lấy 9 hộp kem có khối lượng trung bình là 30,8 và độ lệch chuẩn là 0,63. Vậy 0,63 này là độ lệch chuẩn của mẫu hay tổng thể? Các bạn khác đâu rồi? Đây là mẫu hay tổng thể các bạn? Còn nhiều bạn nữa đâu hết rồi. Của mẫu đúng không? Của mẫu, bởi vì chúng ta thấy ở đây người ta nói là 9 hộp kem có độ lệch chuẩn là 0,63. Lúc này thì các bạn thông thái vậy chứ vô thi các bạn toàn làm sai thôi. Ha. Độ lệch chuẩn của 9 hộp kem, như vậy đây là độ lệch chuẩn của mẫu. Ký hiệu là gì các bạn? S đúng không? S chứ không phải là sigma. Khối lượng trung bình là 30,8 là khối lượng của mẫu hay là của tổng thể? Khối lượng trung bình là khối lượng của mẫu hay tổng thể đây các bạn? Của mẫu đúng không? Của mẫu. Bởi vì 9 hộp kem. Tìm khoảng tin cậy 98% cho khối lượng trung bình của tất cả hộp kem. Tức là chúng ta tính xem mi thuộc đoạn nào ạ? Khoảng tin cậy cũng giống như khoảng ước lượng các bạn. Khoảng tin cậy giống khoảng ước lượng. Vậy chúng ta đã tóm tắt đề xong đúng không? Bao giờ chúng ta làm cũng phải xác định tóm tắt đề xem mẫu hay tổng thể. Như vậy là chúng ta biết N bằng 9, X ngang bằng 30,8, S bằng 0,63. Như vậy bây giờ chúng ta tìm khoảng tin cậy 98% cho khối lượng trung bình của tất cả các hộp kem. Bài này có cho sigma không các bạn? Các bạn comment vào đi. Bài này có cho sigma không? Bài này có cho sigma không các bạn? À không, không có cho sigma thì chúng ta dùng gì? Nếu trong trường hợp không có sigma thì chúng ta dùng cái gì các bạn? Không có sigma thì chúng ta phải dùng gì? Thì chúng ta sẽ phải xét đến N. Đúng không? Đúng rồi. Rồi, có bạn đúng rồi nè. Xét đến N đúng không? Đầu tiên chúng ta xét xem có sigma hay không có sigma. Có sigma thì làm gì? S alpha trên 2. Không có sigma thì chúng ta xét đến N. Ha, xét N. N bằng 9 nhỏ hơn 30. Vậy chúng ta áp dụng cái gì? N bằng 9 nhỏ hơn 30 thì dùng cái gì các bạn? Dùng S hay dùng T? N bằng 9 nhỏ hơn 30 dùng S hay T? À, T đúng không? T chính là phân phối T student đó các bạn. À. Bây giờ chúng ta biết rồi, chúng ta lần lượt giải thôi. Đầu tiên, chúng ta xem là không, vì không biết sigma nên chúng ta xét đến N. N ở đây bằng 9, nhỏ hơn 30. Thì áp dụng phân phối student. Nếu N lớn hơn hoặc bằng 30 thì chúng ta thay sigma bằng S thôi. Công thức giống lúc nãy mà thay sigma bằng S thôi. Còn
trong trường hợp là nhỏ hơn 30 chúng ta áp dụng phân phối student ha. Với độ tin cậy 98% thì 1 trừ alpha bằng 0.98, đúng không? Alpha bằng 0.02, alpha trên 2 bằng 0.01, đúng chưa? T của alpha trên 2 n trừ 1 sẽ bằng T của 0.01 và n trừ 1 bằng 8, đúng không? 9 trừ 1 bằng 8. Những bạn nào chưa tra bảng, các bạn hãy lật cái bảng số 2 đã tra một lần thử đi. Các bạn lật thử tra coi có đúng, cô tra đúng không? Bây giờ các bạn thử tra của T 0.01 và 9 xem ra bao nhiêu. T 0.01 và 9 ra bao nhiêu? T của 0.01 và 9. À, đây. Không biết các bạn thấy không nữa. Họ quên, không thể thấy được. Các bạn xem dòng cái bảng số 2 á. Dòng có số 9, cột 0.01 ha, là ra 2.8214. À, các bạn tra đúng rồi đó. Các bạn trường khác chưa biết tra, các bạn thử tra đi. Xem có ra được 2.8214 không? Chúng ta các bạn mà không thử tra là không tra được đâu. Suy ra như vậy là chúng ta cần tính cái T này nè. Đối với các trường hợp khác thì chúng ta tính nhét, còn trường hợp này chúng ta tính T alpha chia 2 n trừ 1 ha, bằng 0.01.8 và 2.8965. Như vậy khoảng ước lượng cho mi với độ tin cậy 90% là, cái này chúng ta làm coi như xong rồi đó. Mi thuộc x ngang cộng trừ T alpha chia 2 n trừ 1. Không có sigma thì chúng ta dùng S thôi, chỗ nào không có sigma thì chúng ta dùng S ha. Đáng lẽ như bình thường là sigma chia căn n thì ở đây là s chia căn n. Còn cái chỗ t thì chúng ta trước đây là z thì chúng ta thay bằng t thôi. Thật ra lúc nào nó cũng giống nhau, chỉ thay mấy cái giá trị tới hạn. Chỗ nào t thì dùng t, chỗ nào z thì dùng z ha. Bây giờ chúng ta thay số vào. Kết quả ra bao nhiêu các bạn? Các bạn gõ kết quả xem ra kết quả có giống cô không? Kết quả ra bao nhiêu? Mi thuộc khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu các bạn? Mi thuộc khoảng ba mươi đến ba mươi. Đúng rồi, một số bạn cô thấy là ghi 4 số cuối ở phần thập phân là những bạn đã coi cái video của cô đúng không? Bởi vì trong đó cô nói rằng là các bạn nên lấy 4 số cuối ở phần thập phân để đảm bảo độ chính xác ha. Các bạn thấy trong sách người ta có chỗ người ta ghi dấu bằng nè. Dấu bằng ở đây, thật ra dấu bằng hay không dấu bằng nó cũng không ảnh hưởng gì đâu các bạn. Bởi vì nó chỉ nằm ở cái xấp xỉ thôi, nó chả bao giờ nó đạt được cái con số chính xác này cả mà. Các bạn, nên các bạn để dấu bằng hay không dấu bằng cũng không quan trọng, nhưng mà chúng ta quy ước từ nay không cần để dấu bằng, bởi vì năm ngoái cô để dấu bằng ở đây các bạn lại thắc mắc là vì các bạn học chương trình cấp 3 là khoảng là không có dấu bằng đúng không, nên để
thống nhất giữa cái việc dấu mốc khoảng ở trên này và dưới này không có dấu bằng thì chúng ta không để dấu bằng luôn ha. Còn các bạn để dấu bằng cũng không sao, bởi vì một số sách người ta để dấu bằng á, nó không ảnh hưởng gì đến kết quả của chúng ta đâu, chẳng bao giờ nó đạt được cái độ chính xác như vậy. Đây gọi thế người ta mới gọi là ước lượng, tức là ước chừng cái lượng của nó như vậy thôi, chứ nó không có đạt được độ chính xác ha. Tức là mi của các bạn khi trung bình tổng thể, khi các bạn lấy 9 hộp này này, 9 hộp kem thì các bạn đo ra chừng này, như vậy tất cả các hộp kem sẽ có trung bình khối lượng nằm trong khoảng từ đây đến đây đó. Để đến khi đó các bạn nói với người tiêu dùng là hộp kem của tôi là có khối lượng tỉnh, các bạn thấy trên các hộp kem hay ghi khối lượng tỉnh á, tức là cái ít ngang này này, khối lượng tỉnh đó, ok, cái phần chưa tính đến các cái phần cộng trừ đây và không tính hộp nữa, đó là gọi là khối lượng tỉnh ha. Để khi người ta kiểm tra chất lượng nó sẽ nằm trong khoảng này, chứ không phải là chúng tôi lừa đảo là lúc nào 30 ha, lúc nào 30 đâu. Bây giờ chúng ta làm bài tiếp theo. Bài tiếp theo là bài gì đây? Và các bạn lưu ý, chúng ta nhớ kết luận ha, khoảng tin cậy của khối lượng trung bình của tất cả các hộp kem kem Vedux này, chắc là kem Gold đó, là từ 30,1917 cho đến 31,4803 ha. 4083. Các bạn mà ghi 4082 các bạn nhớ làm tròn lên cái số cuối. 82 mấy mà các bạn nhớ làm tròn lên thành 4083. Chúng ta làm lấy 4 số cuối nhưng phải làm tròn lên 4 số. Làm tròn lên 4 số nhé. Bài tiếp theo. Đó là bài 10 trang 31 ha. Bài 10 trang 31. Bài 131 là cái bài như thế nào? Chuỗi cửa hàng thực phẩm Co-op Food muốn ước lượng với độ tin cậy là 98% và một sai số lượng tối đa là cộng trừ 5.000 đồng. Giá trị trung bình của một lần mua hàng nên lấy cỡ mẫu bao nhiêu từ các khách hàng mua hàng trong khu vực để ước lượng nếu độ lệch chuẩn của số tiền một lần mua hàng đã biết là 15.000 đồng. Lấy cỡ mẫu bao nhiêu có nghĩa là chúng ta cần tính cái gì các bạn? Hay là nhỏ, đúng không? Hay là nhỏ. Vậy đề bài cho biết 5.000 đồng là gì các bạn? 5.000 đồng chính là gì? Sai số ước lượng. Các bạn nào đọc slide rồi các bạn biết sai số ước lượng nghĩa là gì các bạn? Epsilon ha, epsilon bằng 5, sai số ước lượng. Ước lượng, đây một cái điểm đây ở giữa gọi là ước lượng điểm, tức là cái trung bình á, nó có hai khoảng cộng trừ, cái đó gọi là sai số ha, hai khoảng cộng trừ gọi là sai số ước lượng. Và đề bài cho biết 1 trừ alpha bằng 0,98, tức là 98%, tức là 1 trừ alpha gọi bằng 0,98. Sigma bằng 15 ha. Như vậy cần lấy cỡ mẫu bằng bao nhiêu? Các bạn comment vào cho cô biết xem 1 trừ alpha gọi là gì? 1 trừ alpha gọi là gì các bạn? Một trừ alpha gọi là gì? À, một trừ alpha gọi là độ tin cậy, đúng không? Alpha gọi là gì các bạn? Alpha gọi là gì? Alpha gọi là gì? Bạn ừ.
Bạn Nông Thị Phượng Alpha gọi là gì? Có bạn Nông Thị Phượng đi học không? À, có đây nè. Bạn Nông Thị Phượng Alpha gọi là gì? Alpha gọi là gì bạn? À, hệ số tin cậy. À, hệ số tin cậy đúng không? Chính xác rồi đó ha. Khi chúng ta biết độ tin cậy, tức là độ tức là phần trăm, tức là 98% độ tin cậy, tức là 1 trừ alpha. Và alpha thì gọi là hệ số tin cậy ha. Như vậy 1 trừ alpha bằng 98 phần 0,98, thì alpha bằng bao nhiêu? Bạn bạn gì đây nè? Bạn Hoàng Minh Tới có học không? Có bạn Hoàng Minh Tới không? Không có luôn. Bạn Yến. Một trừ alpha bằng 0,98 thì alpha bằng bao nhiêu? Không phết 0,02 đúng không? Không phết 0,02. À, không phết 0,02 cô không nói nhỉ. Suy ra alpha trên 2 bằng 0,01. Như vậy ở trường hợp này thì chúng ta biết sigma các bạn. Trường hợp biết sigma thì chúng ta tính Z đúng không? Z alpha trên 2 bằng Z của 0,01. Các bạn tra cái bảng giá trị tối hạn thì sẽ ra 2,33 ha. Đúng rồi bạn, đúng rồi. 2,33. Như vậy epsilon các bạn tính ra được bằng bao nhiêu? Các bạn tính ngược lại của công thức lúc nãy thôi. Epsilon bằng Z alpha trên 2 sigma chia căn N. Vậy suy ra N bằng bao nhiêu? Các bạn làm ngược lại là ra epsilon sẽ bằng Z alpha trên 2 nhân sigma chia căn N, đúng không? Epsilon là cái phần cộng thêm ở bên cạnh cái ít ngang lúc nãy chúng ta làm đó. Vậy suy ra N bằng bao nhiêu? Các bạn làm ra N bằng bao nhiêu? Đấy. Chúng ta đưa N lên trên ha. Đưa epsilon xuống dưới. Đó. Đưa bên này căng N lên bình phương hai bên ra. 48,86. À, chỗ này các bạn lưu ý là chúng ta không thể ghi bằng 49 ngay đây nha. Các bạn phải ghi số một cái số lẻ. Sau đó chúng ta mới kết luận, chứ chúng ta không thể bằng một cái số nguyên ngay được. Chúng ta chia làm sao mà ra số nguyên được, các bạn phải ghi ở đây là số lẻ. Sau đó chúng ta kết luận như vậy, để đạt yêu cầu chúng ta cần phải lấy cỡ mẫu là 49 ha. 49 này không phải là khách hàng đâu các bạn. Có khi ở trong này người ta kêu là trung bình của một lần mua hàng. Có khi bạn mua, lúc nãy bạn mua rồi lát nữa bạn đi mua nữa. Đó gọi là lần mua hàng ha. Chứ không phải là khách hàng, các bạn lưu ý. Do đó, để an toàn chúng ta nên ghi là như vậy, để đạt yêu cầu thì cần lấy mẫu kích thước bằng 49 ha. Các bạn ghi khách hàng cái bị sai đó, nên các bạn ghi là 49 lần mua hàng, lấy mẫu 49 lần mua hàng, các bạn lưu ý ha, chứ không phải là 49 khách hàng. Chúng ta đọc đề kỹ một chút
Được chưa? Chúng ta qua bài tiếp theo. Là bài tập 4 cho 29. Nên bạn nào mà trong vở các bạn làm là 49 khách hàng thì các bạn sửa lại thành 49 lần mua hàng ha. Bài tập 4 trang 29. Trong đề bài người ta cho một bảng tần số các bạn. Học lâu quá chắc chúng ta quên mất luôn ha. Tức là bảng tần số ở đây có phân tổ đúng không? Có 4 tổ. 4 tổ. Vậy chúng ta tính trung bình bằng cách nào đây? Người ta chỉ cho khoảng tin cậy 95% thôi. Trong trường hợp này người ta cho N bằng bao nhiêu các bạn? Em đuối quá cô ơi. Bạn Tùng sao bạn lại đuối? Cô không đuối thôi chứ bạn đuối gì? À, N nhỏ người ta cho bằng 80 đúng không? 1 công ty kinh doanh xe hơi chọn mẫu ngẫu nhiên của những người vừa mua xe hơi mới. À, đây là chọn mẫu 80 người đây. Họ ghi lại độ tuổi của những người này và lập thành bảng tổng hợp. Đó, 80 người. Bây giờ người ta cho 50% này là gì? 1 trừ alpha bằng 0,95 đúng không? 80. Bài này chưa có trung bình gì hết. Bây giờ chúng ta phải tính trung bình nè. Còn tính gì nữa các bạn? Ngoài tính trung bình chúng ta còn phải tính cái gì nữa? À đúng rồi, chúng ta phải tính độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn này là của mẫu hay tổng thể? Độ lệch chuẩn này là của mẫu hay của mẫu đúng không? Của mẫu. Bởi vì sao người ta chỉ cho mình có mỗi mẫu 80 người thôi, chúng ta chỉ có thể tính trung bình của 80 người này và độ lệch chuẩn của 80 người này. Lâu ngày chắc chúng ta quên mất cách tính trung bình rồi. Trung bình của những người này tính sao đây các bạn? Trung bình chúng ta tính sao? Bấm máy tính nhưng mà bấm cái gì? Lấy cái gì nhân cái gì mà ra trung bình được? Bạn nào tắt mic đi bạn. Cô không nghe gì hết á. XE nhân FI hả? XE là cái gì? Cái bạn Lenovo gì đây, bạn tắt mic đi. Chúng ta có lấy 21 nhân 10 không? Hay là 29 nhân 10 không các bạn? Là chúng ta lấy bao nhiêu nhân với 10 đây? Lấy bao nhiêu nhân với 10? À, lấy 25 đúng rồi, chúng ta lấy cái giá trị ở giữa đúng không? Từ 21 đến 29 chúng ta lấy giá trị ở giữa, tức là giá trị 25 đúng không? 25. Tức là chúng ta lấy 21 cộng 29 là 50, chia 2 là bằng 25 ha. 25 nhân 10. Tương tự như đó, chúng ta lấy 30 cộng 38 chia 2 là ra bao nhiêu mấy? 34 đúng không? 34 nhân 30. Đó, cứ lần lượt như vậy. Chúng ta làm
1 trừ alpha bằng 0,95, suy ra alpha bằng 0,05, suy ra alpha chia 2 bằng 0,025. Z alpha chia 2 là bằng Z 0,2025 bằng 1,96. Chúng ta nhớ một giá trị hả? Là cứ độ tin cậy 95% thì Z alpha chia 2 bằng 1,96. 95% là 1,96. À. Bây giờ chúng ta sẽ tính x ngang như cô nói vừa nói. Chúng ta không phải là lấy x y các bạn. Người ta gọi MI là giá trị trung bình ở giữa, à, là giá trị ở giữa của tổ. Giá trị giữa tức là lấy cận trên cộng cận dưới chia 2 là bằng MI nhân XY là bằng 25 nhân 10 cộng 30 nhân 34 cộng 25 nhân cho 43 cộng 15 nhân cho 52 chia cho 80, đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta tính độ lệch chuẩn của mẫu. Các bạn tính ra S bình phương bằng bao nhiêu các bạn? Độ lệch chuẩn của mẫu là bằng từng cái đó xy trừ đi x ngang nhân cho FI. XY đây tức là cái MI đó ha, trừ x ngang tất cả tương nhân FV chia cho tổng FV trừ 1. Các bạn ra bao nhiêu? S bình phương ra bao nhiêu? Tức là chúng ta lấy 25 trừ cho 39,0625 tất cả bình phương nhân cho 10 rồi lại tiếp tục cộng như vậy, cộng cộng hết chia cho n trừ 1 ha. Xong rồi các bạn ra 71,4517 đúng không? 71,4517 chia ra S bằng căn của S bình phương bằng 8,4529 ha. Do đó kết quả bài này khoảng tin cậy 95% cho Huy bằng bao nhiêu các bạn? Các bạn ra kết quả bằng bao nhiêu? Các bạn thay vào tính Huy ra bao nhiêu? Huy thuộc khoảng nào? Huy thuộc khoảng x ngang cộng trừ z alpha chia 2 nhân s chia cho căn n đúng không? Các bạn đã kết quả bằng mình. Bạn Đài Trang Nguyễn, à đúng rồi, bạn Đài Trang Nguyễn sửa lại không bị sai đúng không? Làm sao mới ra số 4 được? Đây, chúng ta có khoảng lượng cho My là My thuộc x ngang cộng trừ z alpha chia 2 nhân x chia cho căn n. Tại sao ở đây không có T student các bạn? Tại sao ở đây không dùng phân phối T mà lại dùng S mà lại dùng Z? Tại sao không dùng T? Tại sao chúng ta không dùng T các bạn?
À đúng rồi. Bởi vì N của chúng ta bằng 80 là lớn hơn 30 rồi. N bằng 80. Bài này đầu tiên là chúng ta không biết sigma. Không biết sigma thì chúng ta phải dùng S. Sau đó chúng ta xét xem N rõ ràng lớn hơn 30. Đúng không? Sau đó chúng ta dùng Z với S nè. Chứ chúng ta không dùng T. Khi nào nhỏ hơn 30 thì chúng ta mới dùng T ha. Chúng ta thay vào thôi. Thì mi sẽ thuộc khoảng x ngang là 39,025 cộng trừ 1,96 nhân với S là 8,4529 đúng không? Khi căn N là căn 80. Đúng rồi đó, các bạn ghi bốn số phía cuối là đúng rồi đó. Các bạn nên ghi bốn số cuối mi thuộc khoảng 37,2101. Giống như bạn Thiên Trang ghi ở trên kia đúng rồi đó. Cho đến 40,9148 ha. Như vậy chúng ta đã xong bài này rồi đúng không? Bây giờ các bạn ghi bài này vào và chúng ta sẽ làm vô vở. Sau đó cô sẽ mở Moodle cho các bạn và các bạn đính kèm file vào gửi bài cho cô được không? Bây giờ các bạn hãy chép bài vào trước đi. Chép cái bài tập này vô vở ha. Chép bài tập vô vở sau đó các bạn làm. Nếu có buổi cuối cùng mà chúng ta được học offline á thì lúc đó cô sẽ cho các bạn làm bài kiểm tra lại và lấy điểm hôm đó. Còn nếu trong trường hợp chúng ta không có buổi cuối cùng đó thì cô sẽ lấy điểm kiểm tra của bài này và bài tuần sau để làm điểm thành phần của các bạn ta, điểm 40% của các bạn. Các bạn chép bài này vô vở đây rồi các bạn làm. Khi làm á các bạn nhớ ghi nhóm 4, tên, tuổi. Ta quên tên tuổi họ tên mã số sinh viên à. Bạn nào mà ghi không kịp các bạn chụp ảnh màn hình lại đó. Bấm Anton print bây giờ để cô set up cái bài trên Edmodo cho các bạn ha. Bây giờ là những giờ đấy các bạn sẽ làm từ lúc 3:30 cho đến 4 giờ nhé. Một số bạn thì rất biết làm bài nhưng một số bạn thì không hề có lý thuyết là các bạn không biết làm bài đâu. Bữa sau á, cái bài sau thì nó khó hơn nên các bạn nhớ về xem lý thuyết. Không phải xem không, các bạn hãy ghi ra vở đi bởi vì đến lúc nó còn lâu lắm. Chúng ta ghi ra vở rồi chúng ta mới biết làm bài nhá. Cái
đến lúc đó mà sắp thi rồi các bạn đi mở hết video cô nghe rồi các bạn lục lại một từ đầu chắc là không kịp đâu nha các bạn, bởi vì chúng ta không biết được là khi nào sẽ thi hết. Được chưa? Để cô mở cái Moodle. Các bạn làm xong để chụp hình bài làm của mình nhá. Nhớ để điện thoại song song với lại cái tờ giấy. Không thôi chụp nó bị thiếu lum á. Sau đó chụp và đính kèm file trên cái bài kiểm tra Moodle của cô đang thiết lập ra.